Đấy, ừ đấy. Ui này các bác này, các em phải đi một đoạn đường khoảng tầm 500 mét. Gần 500 mét mới xuống đến trường. Toàn leo núi đeo đồi này thôi. Cổ thân, đi, đi. Ê, chú bế con nhá. Chú bế em nhá. Em mệt quá em khóc. Cho lên đây chú bế nào. Nào. Đây, 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 đây chú bế. Ô, đi. Ô. Em bé mệt quá em khóc. Em không đuổi được các bạn em khóc à? Em không đuổi được các bạn em khóc à? Đây chú bế em nhá. Chú bế em lên đường nhá. À. Em không đi kịp các bạn này em khóc à? Ui giời nặng quá. Các chị đợi em với. Còn lâu nữa mới lên đến đường. Mệt quá. Mệt quá. Em tên là gì nhỉ? Con tên là gì? Ừ. Đường các bác này, đường xuống trường này. Dã man. Xin chào tất cả cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ đưa mọi người đi đến một điểm trường này, nó có đường đi khó nhất Việt Nam. Đấy, các cháu nhỏ chắc tầm 3 tuổi thôi. Các em bé như này thì ở dưới xuôi thì vẫn được bố mẹ còng ở bể. Các em ở trên vùng cao là đi bộ. Em đi học về à? Ơ, đừng nghỉ rồi à? Chí Bâu à? Đây, 3-4 tuổi các em điểm trường này. Ôi dồi, đây đường xuống điểm trường các bác ạ. Đây là con đường độc đạo để xuống điểm trường nha, không có đường nào khác đâu ạ. Ui ui ui. Sở dĩ là phải xây điểm trường thế này là trên bên trên là không có đất các bác, trên là không có đất, một bên là đây, một bên là núi đá, xong lại xuống vực luôn, không có đất để xây trường học nên là bắt buộc chỗ này là phải xây dưới này. Đi bộ khá xa ấy, tầm 300 mét đấy. Vắt vẻo, vắt vẻo. Em đi học về à? Em bé đi học về à? Các em ở dưới xuôi tầm này vẫn phải bố mẹ bế với lại là đưa đi học đây. Các cháu ở trên vùng cao đây, thương không, khổ không? Chắc là 2 tuổi mới mang đi trên đỉnh đồi này. Đấy, đường tận trên kia kìa. Khác đi bộ mà dưới là vực nhé mọi người nhé. Chú đi nhờ cái. À. Sau này là điều kiện kinh tế khó hơn thì di chuyển trường ra một điểm khác để cho các em đi lại đỡ vất vả.
rất là dốc luôn mọi người ạ. Sau một thời gian đi bộ đã sắp tới đến địa điểm trường rồi. Các em là phơi quần áo ra cây luôn, không có móc. Phơi quần áo ra cây. Đây điểm trường này quá. Cũng là điểm trường khó đi nhất Việt Nam rồi, thật vâng. Các em vẫn đang đi ở trên đỉnh đồi rồi mọi người. Đi học về. Xuống đây tham quan một chút này. Em chào các anh nhá. À. Đây điểm trường các bạn. Điểm trường này là có lớp 1 này. Do các mạnh thường quân xây tặng. Con đường độc đạo bên trường này. Bây giờ người ta đang mở thêm một con đường ở bên kia. Bà con ngồi kia nói chuyện. Quá vất vả một ngôi trường dưới chân núi. Khi đi học thì các em phải đi bộ từ trên đỉnh núi xuống. Một duy nhất một con đường độc đạo xuống, nó phải đi bộ xuống. Cô giáo đang dạy trong lớp mà mình không tiện để quay. Đây là ngôi trường được các mạnh thường quân tặng. À, lớp này là lớp từ 3 đến 5 tuổi này. Đây, bây giờ bà con đang mở thêm một đường nữa lên trên kia. Các em ăn bán chú. À, ở đây các em ăn bán chú này. Ăn bữa trưa ở đây. May chỗ này cũng có nước. Các em sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Hai em bé kia kìa, vẫn đang đi bộ ngược núi kìa. Điểm trường này được các mạnh thường quân tặng. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân nữa. Xây cho em điểm trường để các em có học cái chữ.